Trần Diệu Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 8 giờ 30 giờ của Houston, tức là 6 giờ 30 giờ của California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết, Iran tuyên bố là đang chờ đợi sự phản ứng của Hoa Kỳ trong cái giải pháp về thỏa ước nguyên tử. Iran trong ngày thứ hai nói rằng họ đang chờ đợi phản ứng của phía Hoa Kỳ về một cái giải pháp thảo luận với lại đặc sứ của Âu Châu để phá vỡ bế tắc nhằm đạt tới cái thỏa thuận mà đã có từ năm 2015. Phối trí viên của Liên hiệp Âu Châu đã cố gắng thúc đẩy cái cuộc đối thoại nguyên tử với Iran. Trong đó thì người đứng đầu của phía phối trí viên này là Eric Mora, cùng sau 2 ngày thảo luận với lại lãnh đạo của đàm phán của Iran ở tại Tehran vào tuần trước. Người này có tên là Ali Bahari, và trong đó dẫn đầu tới việc mà EU nói rằng có thể sẽ phá vỡ được bế tắc, và cuộc đàm phán này có thể sẽ đưa Hoa Kỳ quay trở lại cái hiệp ước với Iran với lại sự đáp ứng của cả hai phía. Điều quan trọng và nghiêm túc trong cuộc đàm phán này là một sáng kiến đã được đưa ra, và chúng tôi đồng ý với lại cái quan điểm của Iran của phía Âu Châu. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã đưa ra lời phát biểu với thông tấn viên. Trong khi đó thì họ vẫn lên tiếng và nói rằng họ nếu Hoa Kỳ có thể phản ứng với cái giải pháp mới đã được đề nghị, chúng tôi nghĩ rằng có khả năng sẽ quay trở lại ở cái đối thoại ở Viên và nơi mà các cuộc đối thoại đã diễn ra trong thời gian qua. Và phía Iran vẫn tiếp tục là có các cuộc đàm phán trực tiếp với lại Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc để mà tái lập lại cái hiệp ước này có tên gọi là JCPOA mà phía Hoa Kỳ đã rời khỏi năm 2019. Trong đó thì cái hiệp ước này vốn là đổi lại là Iran sẽ không có phát triển nhiều cái chất uranium theo quy định của cái thỏa ước này. Tuy nhiên thì phía của Tổng thống Trump đã rời khỏi cái hiệp ước này năm 2018 thì đúng hơn, và trong đó ông cáo buộc Iran đã vi phạm. Trong khi đó thì lãnh đạo của Quỹ ban đối ngoại của Âu Châu là ông Joseph Borrell đã lên tiếng trong ngày thứ Sáu nói rằng sứ mạng của bà Mora tại Tehran là sẽ tốt hơn dự định và có thể sẽ tái mở lại các cuộc đối thoại này. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, Phó Tổng thống Kamala Harris cùng một phái đoàn sẽ bay tới Vương quốc Ả Rập Thống Nhất để mà chia buồn với quốc gia này cũng như là chúc mừng cho cái người tân lãnh đạo của quốc gia này. Tin từ Abu Dhabi ở Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một phái đoàn cao cấp do phía của Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ bay tới Vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày thứ Hai để đón chào và chúc mừng cho cái người tân lãnh đạo của quốc gia này, và cũng sẽ gặp gỡ với lại tân tổng thống và người lãnh đạo của quốc gia này. Đây được xem là phái đoàn cao cấp nhất của chính quyền Joe Biden bay tới khu vực của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau khi mà họ đã có những cái vấn đề được xem là trục trặc trong mối quan hệ kỹ thuật của hai nước, trong đó thì bao gồm luôn việc mà cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine và việc mà cuộc nội chiến tại Yemen. Phái đoàn này bao gồm luôn cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA là William Burns, cùng với lại ông John Kerry là đặc sứ môi trường, cùng với một số người khác sẽ tháp tùng bà Kamala Harris tới Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã lên tiếng trong cuối tuần qua là Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sẽ chính thức trở thành tân tổng thống sau khi mà người anh cùng cha khác mẹ với ông và đã qua đời vào tuần trước hôm thứ Sáu. Trong đó thì trước đây thì ông Sheikh Mohammed cũng đã là một nhân vật bán chính thức là lãnh đạo của vương quốc này kể từ khi mà anh trai của ông ta đã bị sốt gần một thập niên trước đây. Và dưới cái quyền quản trị của ông Sheikh Mohammed thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có một số những cái bất đồng với Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến tại Yemen và Libya, và đồng thời cái việc mà xuất cảng dầu của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được giới hạn trong khối OPEC. Đây được xem là một trong những cái cố gắng để mà hàn gắn và cải thiện các mối quan hệ giữa chính quyền của Joe Biden và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay thì Liên hiệp Âu Châu sẽ đưa ra nỗ lực ban cấm dầu hỏa từ phía của Nga và độc lập dầu hỏa từ phía của Nga. Tin từ Brussels cho biết là Liên hiệp Âu Châu đang có nỗ lực để có một cái lệnh cấm vận mới nhắm vào Nga trong cuộc chiến tại Ukraine và nó sẽ được quyết định vào ngày hôm nay thứ hai. Một số quốc gia đã phản đối việc mà ban lệnh cấm nhập cảng dầu khí từ phía Nga. Kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine từ ngày 24 tháng 2 thì quốc gia này đã có 5 vòng cấm vận đối với Nga và trong đó thì gần như là các viên chức và các nhân viên xung quanh cái Viện Duma đều đã bị cấm vận. Tuy nhiên thì phía Âu Châu vẫn chưa đụng tới năng lượng ngoại trừ than đá đã bị cấm vận. Tuy nhiên có hiệu lực vào giữa tháng 8 năm nay và điều có thể diễn ra là 27 quốc gia ở trong Liên hiệp Âu Châu cần phải có một cái quyết định chung và tiếng nói chung trong việc mà có nên hay không nên lệ thuộc nguồn năng lượng từ Nga và họ đã lên tiếng và một số quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu đã phản đối khá mạnh mẽ trong cái việc mà cấm vận đối với lại Nga. Trong khi đó thì chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu là bà Ursula von der Leyen đã quyết định rằng là sẽ không phải dễ dàng để có thể ban lệnh cấm vận đối với Nga. Hungary là quốc gia mạnh mẽ nhất đã phản đối việc này và Hungary nói rằng họ có trên 60% nhập cảng dầu hỏa từ Nga và 85% nhập cảng khí đốt từ Nga. Chúng tôi sẽ làm tất cả để mà giải quyết cái tình trạng bế tắc này. Tôi không thể biết được chuyện gì xảy ra và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết những bế tắc. Đó là chủ tịch chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là ông Joseph Borrell đã nói với các thông tín viên sau khi mà ông gặp gỡ với lại các ngoại trưởng tại Brussels. Một số quốc gia đã có gặp khó khăn khi mà họ không lệ thuộc vào Nga và độc lập nguồn năng lượng từ Nga. Ông Borrell cho biết và họ chỉ có một cái đường ống dẫn khí đốt và đến từ nước Nga. Đây được xem là lời phát biểu khá mạnh mẽ, trong đó thì một số quốc gia ở tại Âu Châu đa số là của những quốc gia nằm ở khu vực Đông Âu lại là lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó thì chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện lên tiếng và nói rằng là Phần Lan, Thụy Điển sẽ rất quan trọng trong việc mà họ gia nhập vào Liên minh NATO. Tin từ Washington cho biết chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ là ông Mitch McConnell trong ngày Chủ nhật nói rằng việc mà Phần Lan và Thụy Điển là một cái vai trò quan trọng khi mà họ gia nhập vào Liên minh NATO, giữa lúc mà ông dẫn một phái đoàn của Đảng Cộng Hòa và các thượng nghị sĩ tới thăm khu vực này và ủng hộ cho việc Ukraine chống lại sự xâm lăng của Nga. Ông McConnell đã lên tiếng kêu gọi ông Joe Biden là quyết định Nga là một quốc gia bảo trợ cho khủng bố trong việc mà họ xâm lăng Ukraine. Phát biểu với tất cả thông tấn viên tại Stockholm, thì ông McConnell nói rằng Phần Lan và Thụy Điển là một số những cái thành viên của khối Tây Phương có thể sẽ có một vị trí quan trọng ở trong Liên minh NATO khi mà họ gia nhập. Họ trở nên quan trọng hơn với NATO nếu như họ tham dự vào Liên minh NATO. Ông cho biết như trên và tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ là quốc gia đầu tiên để có những cái thỏa ước với những quốc gia này khi mà họ gia nhập vào Liên minh NATO. Ông McConnell được xem là một người ủng hộ mạnh mẽ lâu đời cho Liên minh NATO, đã có một chuyến bay tới khu vực này cùng với các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, gồm có bà Susan Collins của Maine, George Barroso của Wyoming và John Kearney của Texas để ủng hộ cho việc mà hỗ trợ cho Ukraine chống lại Điện Kremlin. Và ông McConnell cho biết Thụy Điển sẽ dẫn đầu trong cái cuộc họp với lại 30 quốc gia trong Liên minh NATO nhóm họp tại Berlin để thảo luận về việc ủng hộ cho Ukraine và họ có thể gia nhập vào Liên minh NATO trước sự đe dọa của Nga. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của khu vực Âu Châu. Cùng một lượt, Nga tuyên bố đã cắt bỏ năng lượng với Phần Lan sau khi Tổng thống quốc gia này nói với ông Putin là ông quyết định sẽ gia nhập vào Liên minh NATO. Đó là bản báo cáo mới nhất từ hãng thông tấn AFP. Bản tin mới nhất cho biết công ty năng lượng của nhà nước Nga là Raonodik Oil đã chính thức cắt bỏ cái nguồn cung cấp về năng lượng của Phần Lan giữa lúc mà quốc gia này tuyên bố là họ sẽ gia nhập vào Liên minh NATO theo tường trình của hãng AFP. Nó sẽ là một cái giai đoạn không có gì cả và nó sẽ bắt đầu từ tối ngày hôm nay. Đó là lời phát biểu của Timo Kanokan, được xem là quản lý của một cái hệ thống vận chuyển năng lượng từ ở nước Nga qua bên phía của Phần Lan, đã nói với hãng thông tấn AFP vào ngày thứ Bảy, có nghĩa là tối hôm nay, tức là tối thứ Bảy. Và tổng thống của Phần Lan là ông Sauli Niinisto cho biết ông ta đã nói chuyện với lại ông Vladimir Putin và thông báo rằng chính quốc gia của ông ta sẽ
nộp đơn chính thức gia nhập vào Liên minh NATO trong vòng vài ngày nữa. Trước đó đầu tuần, thì phát ngôn viên Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov cũng đã nói với lại giới truyền thông là nếu Phần Lan gia nhập Liên minh NATO có thể sẽ là một mối đe dọa đối với Nga. Chúng tôi đã có nói rất nhiều lần, việc mà NATO gia tăng mạng lưới quân sự đó không phải là một cái hành động gọi được xem là ổn định và an ninh cho cộng đồng quốc tế. Ông Ninisto nói rằng Nga xâm lấn Ukraine đã là một nỗ lực khiến cho quốc gia này phải thay đổi quan điểm từ vai trò trung lập, và bây giờ họ muốn gia nhập vào Liên minh NATO. Trong một bản statement đưa ra thì Raonic Oil cho biết là họ đã cắt năng lượng dành cho Phần Lan bởi vì đã không đưa tiền đúng ngày. Đây là cái lý do họ đưa ra. Phần Lan lệ thuộc khoảng 10% nguồn năng lượng từ Nga, và điều này họ nói rằng họ có thể sẽ có thêm nguồn năng lượng nhập cảng từ Thụy Điển. Đó là bản tin mới nhất từ AFP cho biết. Trong khi đó thì bản tin mới nhất liên quan tới cái chiến sự của Ukraine, Belarus đã khai triển lực lượng của họ sát biên giới của Ukraine. Đây là bản báo cáo mới nhất từ ở khu vực Âu Châu. Belarus đã cho khai triển một chiến dịch quân sự và lực lượng đặc biệt của họ tới biên giới của Ukraine và gửi tất cả các cái hệ thống và phòng không, kể cả những cái đạn pháo cũng như là các cái đơn vị đặc trách về hỏa tiễn ở khu vực phía tây của quốc gia này. Bộ trưởng Quốc phòng của Belarus đã đưa ra lời tuyên bố như trên. Bên Bộ Quốc phòng loan báo vào ngày thứ hai và nói rằng sự hiện diện của lực lượng Belarus ở gần biên giới là để điều chỉnh, không để cho họ có thể gọi là có những hành động xâm phạm vào lãnh thổ. Belarus cho biết họ không có can dự trực tiếp vào cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên thì Nga đã từng sử dụng lãnh thổ của Belarus để tấn công vào phía bắc của Ukraine trước đây. Tổng thống của Belarus là ông Lukashenko dường như đang muốn quân bình mối quan hệ của ông với các quốc gia khác sau khi mà ông ta tuyên bố ủng hộ Nga trong việc xâm lăng Ukraine và có một cái nguy cơ là sẽ bị cô lập bởi cộng đồng quốc tế, một trong những cái thông báo được đưa ra. Và việc mà hiện diện của lực lượng Belarus ở khu vực biên giới là để giữ cho quân đội của Ukraine vẫn không thể có những cái hành động được xem là họ nói rằng là có thể ảnh hưởng tới cái biên giới của họ. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới của ông Lukashenko, vị tổng thống lâu đời của Belarus và đang có một cái thái độ quyết liệt chống Tây phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Nga ngày hôm nay, công ty McDonald's, một công ty bán thực phẩm ăn nhanh, đã quyết định rời khỏi Nga sau 30 năm phát triển tại quốc gia này. McDonald's Corporation trong ngày thứ hai tuyên bố là họ sẽ bán tất cả những cái cơ sở của họ ở tại Nga trong vòng đã vốn đã điều hành trong vòng 30 năm qua, tiếp theo việc mà Moscow đã xâm lăng Ukraine. Trong tháng 3, McDonald's đã đóng tất cả các cửa hàng của họ ở tại Nga, bao gồm luôn cả cái khu vực nằm ở Pushkin Square. Và trong một phần trong cái việc mà rời khỏi này thì phía công ty cho biết là họ sẽ để lại cái toàn bộ cái hệ thống này với giá 1.2 tỷ tới 1.4 tỷ Mỹ kim. Việc mà khủng hoảng nhân đạo ở tại Ukraine là một trong những lý do dẫn tới McDonald's quyết định là sẽ tiếp tục không còn cái hoạt động tại Nga và sẽ nhượng lại tất cả những cái cơ sở của họ tại Nga. Đó là văn bản của McDonald's đã đưa ra, và như vậy McDonald's trở thành công ty mới nhất chính thức rời khỏi thị trường Nga. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cho biết họ đã đưa ra một cái danh sách 5 nhóm vốn đã được xét vào trong cái gọi là tổ chức khủng bố của nước ngoài. Thì bây giờ họ đã được lấy ra trong cái danh sách này. Tin từ Berlin cho biết Hoa Kỳ đã cho xóa 5 tổ chức cực đoan, đi tin rằng là những tổ chức đã từng bảo trợ hoặc trực tiếp liên can tới những tổ chức khủng bố ở ngoại quốc, bao gồm một số có cái tình trạng gọi là đe dọa sát hại hàng trăm ngàn người ở toàn Á Châu, Âu Châu và kể cả Trung Đông. Mặc dù rằng những nhóm này đã được xem là có những cái điều kiện chính trị tế nhị và chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu tháo gỡ việc gọi là những cái nhóm này ra khỏi danh sách khủng bố. Và trong đó thì phía của chính quyền Joe Biden nói rằng là cái tổ chức ly khai BAS, gọi tắt là ETA tại Tây Ban Nha đã được tháo gỡ ra khỏi danh sách khủng bố. Tổ chức gọi là một cái tôn giáo tà thần của Nhật Bản có tên là Aum Shinrikyo, một tổ chức được xem là có một cái tôn giáo riêng biệt ở tại Nhật Bản cũng đã được lấy ra khỏi cái danh sách gọi là khủng bố. Bên cạnh đó, một tổ chức cực đoan người Do Thái có tên gọi là Kahan Kash và hai tổ chức Hồi giáo đang hoạt động ở tại Do Thái, Palestine và Ai Cập cũng đã được lấy ra.
Phía Bộ Ngoại giao đã loan báo trong ngày thứ sáu cùng một lượt giữa lúc mà đang tìm cách gọi là tháo gỡ cái danh sách khủng bố ra khỏi cái danh sách khủng bố của tổ chức cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên thì các thành viên trong Quốc hội đã áp lực chính quyền Joe Biden là không nên lấy cái tổ chức này ra khỏi cái danh sách các quốc gia của gọi là bảo trợ cho khủng bố. Trong một cái bản notice riêng biệt của các nhà lập pháp thì Bộ Ngoại giao cho biết rằng là việc quyết định những cái tổ chức khủng bố hay là bảo trợ khủng bố là sẽ tùy theo cái hoạt động của họ trong những năm qua. Tuy nhiên thì phía của các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho rằng bởi vì chính quyền Joe Biden muốn tháo gỡ tổ chức cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách khủng bố, do đó họ phải có một số những tổ chức khác cũng được tháo ra khỏi danh sách này để không bị chỉ trích. Đây được xem là một trong những cái cuộc dọn đường của chính quyền Joe Biden nhằm có thể quay lại cái hiệp ước với Iran năm 2015. Tổng thống Trump đã ban hành cái luật xét tổ chức cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố năm 2019, ngay sau khi mà ông hủy bỏ cái hiệp ước JCPOA. Và giờ đây thì phía Iran đem đây là một cái điều kiện quan trọng là phải tháo gỡ cái tổ chức này ra khỏi danh sách các quốc gia nước ngoài khủng bố. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực của Á Châu và cũng như là khu vực của Trung Đông và Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump endorse 7 ứng cử viên được xem là có hành động đối phó với Trung Quốc và những ngôn ngữ cứng rắn với Trung Quốc. Cựu Tổng thống Trump trong ngày 14 Tây đã chính thức đề cử 5 người đang là incumbent, tức là đang đương nhiệm ở tại Hạ viện Hoa Kỳ, và hai nhà lập pháp tiểu bang, và những người này hầu hết là những người có cái quan điểm cứng rắn với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết là cựu Tổng thống Trump đã endorse các dân biểu gồm có Dan Bishop của Đảng Cộng hòa tại North Carolina, Russ Fulcher của Đảng Cộng hòa tại Idaho, Richard Houston của Đảng Cộng hòa tại North Carolina, Patrick McHenry là Đảng Cộng hòa tại North Carolina và David Roser cũng Đảng Cộng hòa tại North Carolina về việc tái tranh cử, và nói rằng là những người này có một cái chính sách cứng rắn đối với lại nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và ngoài ra thì ông cũng đã lên tiếng ca ngợi ông Bishop, và ông Roger đã có một cái thái độ được xem là cương quyết trong vấn đề bảo vệ giá trị của Hoa Kỳ, và là những người đã thực hiện cái tiến trình và cái nghị trình của ông là MAGA. Trong khi đó thì ông còn đề cử hai nhân vật khác trong vai trò gọi là dân biểu tiểu bang. Thứ nhất là Kevin Curley của California, một người Đảng Cộng hòa và đang ra tranh cử chức Hạ viện của California đại diện cho cái địa hạt số 3. Và ngoài ra thì ông còn đề cử người thứ hai là Thượng nghị sĩ Doug Mastriano, là một thành viên của Đảng Cộng hòa đang trở thành một tân thống đốc của tiểu bang Pennsylvania. Đây được xem là những nhân vật mà Tổng thống Trump đưa ra lời đề cử, và trong đó ông nói rằng tất cả những người này đều đã có một cái thái độ cứng rắn với nhà nước Cộng sản Trung Quốc, và trước đó họ đã từng bỏ phiếu cho một cái dự luật của Hạ viện là HR4032, trong đó buộc nhà nước Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái gì đến từ cái đại dịch, đồng thời là trong đó thì buộc tất cả các nhà nước, các công ty thuộc quyền của nhà nước Cộng sản Trung Quốc như là Huawei và một số công ty khác đã có hành động gọi là xâm nhập vào thị trường vốn của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái đề cử mới nhất của cựu Tổng thống Trump. Và trong một bản báo cáo quốc tế ở tại Duy Ngô Nhĩ, cái cộng đồng ở đây được xem là có cái mức nhà tù cao nhất trên thế giới. Tin từ khu Bắc Kinh cho biết là gần một trong 25 người ở tại cái trung tâm của người Duy Ngô Nhĩ ở tại Tân Cương đã bị kết án tù vì các cái tội liên can tới mà nhà nước Cộng sản Trung Quốc gọi là khủng bố, và con số được xem là cao nhất trên thế giới theo tường trình của hãng thông tấn AP đã đưa ra dựa trên các dữ liệu. Bản tin cho biết thì hãng thông tấn AP nói rằng họ đã có tên tuổi của 10.000 Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong một cái nhà tù ở cái quận có tên gọi là Konak Senher. Riêng cái nhà tù này đã có trên 10.000 người và là một trong hàng chục nhà tù ở tại Tân Cương trong những năm gần đây. Và nơi đây được xem là có cái mức cầm tù cao nhất thế giới. Và cái danh sách này đưa ra cho thấy rằng là những người Duy Ngô Nhĩ bị cầm tù ở tại Trung Quốc có thể lên cả triệu người. Và trong đó đã từng có bản báo cáo của các tổ chức nhân quyền trên thế giới cho rằng nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã có những hành động dập tắt tất cả những cái tôn giáo và những cái văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ. Konak Senher là một
quận mà trong đó có khoảng 267.000 người sinh sống. Tuy nhiên, đã có ít nhất là một trong 25 người đã bị cầm tù, ít nhất là các cái tội liên can tới khủng bố và họ bị buộc tội này hoặc là gây bất ổn xã hội. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất mà hãng thông tấn AP báo cáo về tình trạng nhà tù trên thế giới, và nhà tù của Trung Quốc ở Tân Cương được xem là có số lượng tù nhân đông nhất trên thế giới và có thể số lượng này trên 1 triệu người bị giam giữ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là ông Tổng thống Joe Biden đã ký dự luật ủng hộ cho Đài Loan trong vai trò quan sát viên của tòa Đại hội đồng Y tế Thế giới. Ông Joe Biden trong ngày 13 Tây tháng 5 đã ký thành luật để ủng hộ cho Đài Loan có quyền có một cái vai trò quan sát viên trong Đại hội đồng Y tế Thế giới và kể cả Tổ chức Y tế Thế giới theo tường trình của Tòa Bạch Ốc. Cái dự luật này đã được lưỡng đảng đệ trình nằm ở trên sàn thượng viện có tên là S812, tức là cái Senate 812, trực tiếp gửi tới Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ để tiếp tục thúc đẩy cái việc mà vai trò quan sát viên của Đài Loan trong Đại hội đồng Y tế Thế giới, gọi tắt là WHA, và kể cả Tổ chức WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, nơi quyết định cái hệ thống của Tổ chức Y tế Thế giới. Đài Loan vẫn là một cái quốc gia đóng góp rất nhiều cho cái cộng đồng sức khỏe của thế giới. Trong năm 2020, họ đã thành công ngăn chặn được đại dịch và họ là những người đã thông báo đầu tiên trong việc đại dịch bùng nổ khắp thế giới. Đó là lời nguyên văn trong cái lời của cái văn bản này. Và Đài Loan cần phải không thể nào bị loại trừ ra một cái tổ chức của thế giới liên quan tới vấn đề sức khỏe của toàn cầu. Và dự luật này chính thức đã được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ Bob Menendez thuộc Đảng Dân Chủ của New Jersey, vốn là chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại tại Thượng viện, và đã được thông qua tại Thượng viện với con số gần như là tuyệt đối hồi tháng 8. Và trước khi mà Hạ viện đã chấp thuận cái dự luật này với tổng cộng 425 phiếu trên zero vào cuối tháng 4, và dự luật này đã được chuyển tới Tòa Bạch Ốc sau khi nó được Thượng viện chuyển xuống Hạ viện. Ông Menendez và Thượng nghị sĩ Jim Inhofe của Oklahoma, đồng chủ tịch của cái ủy ban đặc trách về đồng thuận Đài Loan ở tại Thượng viện, đã hoan hô về việc Tổng thống đã ký cái dự luật này và nó sẽ chính thức bắt đầu có hiệu lực trước khi mà Đại hội đồng Y tế Thế giới khai mạc cái phiên họp của họ tại Geneva ngày 22 Tây tháng 5 sắp tới đây. Giữa lúc mà Bắc Kinh đang tìm cách cô lập Đài Loan, Hoa Kỳ và một số những quốc gia đồng minh của chúng tôi vẫn tiếp tục cam kết và ủng hộ cho Đài Loan hiện diện trong các cái định chế trên thế giới. Đó là lời phát biểu của ông Menendez đã đưa ra trong bản statement. Đồng thời Thượng nghị sĩ Inhofe cũng nói rằng vai trò quan sát viên của Đài Loan cần phải được tái lập và đây là điều cần thiết. Chúng ta phải có một cái bước cần tới một cái mục tiêu là để cho Bắc Kinh không thể sử dụng cái thái độ của họ thao túng khắp nơi. Chúng ta không thể để cho họ từ chối Đài Loan vào một cái ghế mà vốn thuộc về Đài Loan. Đây được xem là lời phát biểu mạnh mẽ của ông Inhofe. 50 năm trước đây, Đài Loan được biết là với cái tên là Trung Hoa Dân Quốc, gọi là ROC, đã bị trục xuất ra khỏi cái Tổ chức Y tế Thế giới và các cái định chế trên toàn cầu sau khi mà Liên Hiệp Quốc thừa nhận một cái chính sách gọi là một nước Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới Đài Loan và có thể dọn đường cho việc xóa bỏ cái chính sách One China của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và trong một bản báo cáo mới nhất thì các cái chiến dịch của chính quyền liên bang đã tịch thu tổng cộng 42.800 cái loại vũ khí bất hợp pháp nhập cảng từ Trung Quốc. Một nỗ lực trong cái tên của một chiến dịch có tên gọi là Operation Silent Night đã tịch thu khoảng 42.888 loại vũ khí khác nhau đã được nhập cảng một cách bất hợp pháp vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc theo tường trình của cơ quan ICE, tức là cơ quan về đặc trách về di trú của Hoa Kỳ. Bản báo cáo này cho biết là có tổng cộng 4.868 cái vũ khí đã được chuyển vào Hoa Kỳ và trong đó có 204 cái nhân vật đã bị bắt giữ trong tháng 3, và chiến dịch này đã được phát động từ năm 2019 để tránh không để cho những cái vũ khí nguy hiểm bất hợp pháp có thể xuất hiện trên đường phố của Hoa Kỳ. Và chiến dịch này đã được dẫn đầu bởi cái cục điều tra của Cục An ninh Nội địa Hoa Kỳ, tức là SSI, Homeland Security Investigation, cùng với lại một số những cơ quan khác gồm có National Targeting Center Investigation, và nhắm vào tất cả các cái công xưởng,
các cái nguồn cung cấp và kể cả những người đã sử dụng các cái loại vũ khí bất hợp pháp này, bản báo cáo cho biết. Và chính quyền liên bang đã shutdown, tức là đã xóa bỏ những cái website chuyên môn bán những vũ khí này có liên hệ với lại các viên chức của nhà nước Cộng sản Trung Quốc hay là các công ty tại Trung Quốc. Theo tường trình của đài NBC đưa ra, đây là cuộc tịch thu khá lớn kể từ năm 2019 cho tới bây giờ, và tổng cộng gần 50.000 loại vũ khí khác nhau một cách bất hợp pháp đã nhập vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Trong khi đó, từ Á Châu, Nhật Bản và Anh Quốc đang gần đạt tới một cái thỏa thuận mà trong đó Nhật Bản sẽ mua những cái chiếc chiến đấu cơ thế hệ mới từ phía Anh sản xuất. Nhật Bản và Anh đang tiến gần tới một cái thỏa thuận và trong đó đôi bên sẽ cùng nhau xây dựng một cái công xưởng để sản xuất những cái chiến đấu cơ của thế hệ mới nhằm cung cấp cho lực lượng không quân của Nhật Bản. Và các cái lực lượng này theo tường trình của phía không quân Nhật Bản cho biết thì họ sẽ sản xuất cái loại gọi là F-2Jet, một cái loại chiến đấu cơ mới với cái tên gọi là Falcon, và trong đó nó sẽ dựa trên cái kỹ thuật chế tạo F-16 của Hoa Kỳ và sẽ phối hợp giữa hai cái kỹ thuật của công ty Mitsubishi và Lockheed Martin của Hoa Kỳ. Mitsubishi là công ty của Nhật Bản và Lockheed Martin là của Hoa Kỳ. Trong cái thỏa thuận này thì họ sẽ đánh dấu 70 năm mà Nhật Bản đã ký vào một cái thỏa ước về quốc phòng với phía Hoa Kỳ, trong đó họ không có sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, với tình hình mới thì Nhật Bản đã bắt đầu quyết định cho tái lập lại việc sản xuất về vũ khí, và đặc biệt là những cái vũ khí hạng nặng bao gồm cả chiến đấu cơ, đại pháo và kể cả những hỏa tiễn. Và F-2 là một trong những cái loại máy bay mới mà từ phía Anh cũng như là phía của Nhật Bản đang hợp tác để mà phát triển những cái thế hệ mới của loại F-2 này. Trong đó thì họ nói rằng là sẽ nâng cấp tất cả những cái kỹ thuật mới nhất của cộng đồng quốc tế để áp dụng vào trong tất cả những chiến đấu cơ. Và Anh với Nhật sẽ hợp tác sản xuất những cái loại thêm chiến đấu cơ ở thế hệ mới nhằm thích hợp với lại cái khu vực tại Á Châu, Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Anh và của Nhật. Trong khi đó thì Cộng sản Trung Quốc lại bắt đầu đưa cái khu trục hạm lớn nhất của họ băng ngang qua biển Kim Hải để thực hiện một cái cuộc tập trận tại đây nhắm vào những đối thủ nhỏ hơn, có lẽ là Nam Hàn hoặc là của Nhật Bản. Lực lượng của Hải quân của Trung Quốc và cái chiếc khu trục hạm lớn nhất của họ dẫn đầu ba cái chiến hạm đã bắt đầu có cuộc tập trận tại vùng biển Kim Hải, và đây được xem là một trong những cái hành động đối đầu với các quốc gia mà có sự tranh chấp trong khu vực. Chiếc này gọi là chiếc Lhasa, một trong những chiếc khu trục hạm lớn nhất của Trung Quốc và có khả năng mang theo đầu đạn hỏa tiễn, đã cùng tập trận chung với lại ba chiếc chiến hạm của Trung Quốc tại vùng biển Kim Hải trong thời gian gần đây và đã được chiếu ở trên đài truyền hình CCTV. Và cuộc tập trận này dường như là có ý định đe dọa tới các vùng biển của cả Nhật Bản lẫn phía của Nam Hàn. Việc tham gia vào cái cuộc tập trận này là một trong những cái cuộc tập trận thường niên đã diễn ra ở tại khu vực phía Bắc của Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của Zhu Zhenming, được xem là một trong những nhà nghiên cứu về khoa học quân sự của lực lượng Cộng sản Trung Quốc. Và trong đó, ông ta giải thích rằng là cái cuộc tập trận này là cuộc tập trận thường niên. Tuy nhiên thì phía của Hoa Kỳ và kể cả phía Nam Hàn cho rằng Bắc Kinh đang phô trương lực lượng quân sự để đe dọa trực tiếp tới Nam Hàn, nơi mà vị tân tổng thống của Nam Hàn vừa mới nhận chức và tuyên bố sẽ thắt chặt các mối quan hệ với Washington, đồng thời sẽ tìm cách tách rời khỏi cả cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trên cái quốc gia này. Đây được xem là một trong những cuộc tập trận mang tính chất răn đe đối với lại Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu, Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Nhật Bản có khả năng sẽ nhắm vào tất cả các cái hệ thống hàng đầu của Trung Quốc nếu như có cuộc tấn công và xung đột. Một trong những cái vòng gọi là an ninh của Nhật Bản đang tập trung vào một kế hoạch gọi là kế hoạch khả năng đối phó nhắm vào cái ủy ban quân ủy trung ương của Trung Quốc, tức là gọi là CMC, được xem là nơi cao nhất của chế độ Cộng sản Trung Quốc nằm dưới quyền lãnh đạo của Tập Cận Bình. Và trong đó nghị viện Nhật Bản đã có cuộc nhóm họp vào tuần trước với lại Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên họ đã không trả lời trực tiếp các nhà lãnh đạo đối lập khi mà tìm kiếm về việc mà đối phó với lại kẻ thù có thể tấn công vào nước Nhật thì cái mục tiêu tấn công của Nhật sẽ nhắm vào đâu. Thì trong đó thì phía Bộ Quốc phòng và cả đảng cầm quyền cũng đã lên tiếng rằng họ sẽ nhắm vào cái trụ sở của CMC,
tức là Ủy ban Quân ủy Trung ương của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chiến lược mà Nhật đã bắt đầu đưa ra tình trạng đối phó nếu trường hợp mà họ có cuộc xung đột vũ trang với lại Cộng sản Trung Quốc, thì việc mà các mục tiêu tấn công của Nhật nhắm vào lãnh thổ Trung Quốc là những khu vực nào, thì đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết. Nếu thật sự có một cuộc đụng độ chính thức về quân sự giữa Hoa Kỳ, giữa Trung Quốc và Nhật Bản, thì các vị trí được tấn công bao gồm các cái căn cứ quân sự của Trung Quốc dọc theo thềm lục địa và kể cả trụ sở của Ủy ban Quân ủy Trung ương, nơi nằm dưới quyền của Tập Cận Bình. Đó là một trong những bản báo cáo mới nhất liên quan tới tình hình của Nhật Bản và của Trung Quốc. Và cuối cùng đó là cuộc họp về mậu dịch và kỹ thuật của EU, tức là của Liên hiệp Âu Châu và của Hoa Kỳ, sẽ siết chặt tất cả các kỹ thuật và không cung cấp những nguồn kỹ thuật này cho Trung Quốc lẫn phía Nga. Một cuộc họp diễn ra vào Paris vào hôm Chủ nhật vừa qua giữa các viên chức của Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ, trong đó là sẽ đối phó nỗ lực là không để cho cái kỹ thuật và có sự tổn thất về mậu dịch đối với Trung Quốc và với phía của Nga. Trong một bản thông cáo chung đã được đưa ra, trong đó là cho thấy rằng là các cái quan điểm chung về vấn đề mậu dịch và các cái hội đồng kỹ thuật của cả Âu Châu và Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ không nhắm vào Trung Quốc hay một quốc gia nào khác. Tuy nhiên thì họ đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần liên quan tới Nga. Tuy nhiên toàn bộ ngôn ngữ trong cái bản này hầu như là nhắm vào Trung Quốc, mặc dù không nhắc tới tên Trung Quốc. Trong đó là họ nhắc tới cái việc mà cưỡng bức lao động của các công ty sẽ bị trừng phạt tại Âu Châu và Hoa Kỳ nếu như mà họ sử dụng tiếp tục những cái nguồn lao động bất hợp pháp và những cái nguồn lao động được xem là cưỡng bức lao động hay là gọi là nô lệ tân thời. Trong khi đó thì lãnh đạo của mậu dịch của EU có tên là Vondis Dombrovskis cũng đã nói rằng là việc này ngoài ra thì còn có cái việc mà kiểm soát chặt chẽ tất cả những công ty kỹ thuật của Âu Châu và của Hoa Kỳ trước khi mà những công ty này muốn phát triển kỹ thuật ở bất kỳ một quốc gia nào đều phải có sự thông báo đầy đủ cho Ủy hội Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu và kể cả Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ. Đây được xem là hành động ngăn chặn các công ty có thể chuyển giao kỹ thuật trước áp lực của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Âu Châu, Hoa Kỳ đang đối phó với lại sự gọi là đe dọa của cả Nga và của Trung Quốc. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta lại như thường lệ bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, Phong vẫn nhắc lại là sắp tới đây, ngày 21 tây, thì tại tiểu bang Virginia sẽ có một cuộc bầu cử sơ bộ. Và hy vọng rằng tất cả khán thính giả của TNP Channel và các anh em MAGA cư ngụ tại Virginia, lần này quý vị có thể tràn ra đường ủng hộ cho Đại tá Hùng Cao trong vai trò dân biểu liên bang. Anh đang tranh cử cái vị trí này và hy vọng rằng tất cả anh em đồng hương của chúng ta và MAGA có thể ủng hộ cho Đại tá Hùng Cao. Riêng những quý vị ở những tiểu bang xa, quý vị có thể gửi tiền trực tiếp và ủng hộ tài chánh cho Đại tá Hùng Cao qua trang web của anh nằm ngay trên màn hình của Phong là hungcaoforcongress.com. Đó là cái thông báo của Phong. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bước qua phần đọc comment nha. Rồi, Tổng thống Biden dần dần mở cánh cửa cho Đài Loan. Hoa Kỳ nhìn thấy Đài Loan có tầm nhìn chiến lược kinh tế quá tốt khi Hoa Kỳ chuyển hướng về Đài Loan xa dần China. Thật sự thì tôi đã nói với quý vị là từ lúc mà ông Trump đặt nền móng và tới phiên mà ông Joe Biden tiếp tục cái chính sách gọi là chuyển trục Á Châu, thì một trong những cái điều kiện tiên quyết của Hoa Kỳ sẽ là vấn đề của Đài Loan. Và trong đó thì quý vị thấy ngày hôm nay ông ta đã ký cái dự luật này, có nghĩa là Hoa Kỳ ủng hộ toàn bộ, tức là nó thành luật rồi quý vị. Nó thông qua Thượng viện trước rồi nó thông qua Hạ viện, tất cả đều là đa số tuyệt đối, tức là ông Joe Biden cũng không có quyền phủ quyết luôn. Tại vì nó là được hơn gọi là 2 phần 3 khối phiếu rồi. Do đó ông ta ký cái dự luật này là để vận động, tức là tất cả thành viên trong Quốc hội và chính phủ của Hoa Kỳ, kể cả Bộ Ngoại giao, kể cả Bộ Quốc phòng, đều sẽ phải vận động mạnh mẽ, và cả Bộ Kinh tế, Bộ Thương mại và Bộ Mậu dịch cũng như là Bộ Tài chánh. Thì tất cả những cái ban ngành của cái nội các của ông Joe Biden và kể cả lưỡng viện quốc hội sẽ ủng hộ cho Đài Loan. Điều này có nghĩa là gì? Khi nó thành luật thì khi mà Bộ Thương mại nói chuyện với lại một cái đối tác nào đó của Hoa Kỳ, kể cả Bộ Tài chánh và Bộ Mậu dịch,
thì họ sẽ đính kèm cái chuyện của Đài Loan và yêu cầu những quốc gia đó bỏ phiếu ủng hộ cho Đài Loan. Tại sao nó thành luật là nó buộc? Trước đây đó nó chưa thành luật đó thì các bộ ban ngành có cái quyền đề nghị với những quốc gia đối tác và có cái quyền không đề nghị, tức là họ không cần phải đề nghị, tùy theo cái đối tác đó làm việc với mình. Tuy nhiên khi ký thành luật thì tất cả các bộ ban ngành nằm dưới cái quyền của hành pháp và kể cả các thành viên trong quốc hội là họ phải có trách nhiệm thúc đẩy các đối tác của Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ bỏ phiếu cho Đài Loan trong phiên họp từ ngày 22 cho tới ngày 28 ở tại Geneva. Tại vì ngày 22 tới ngày 28 là cái phiên họp thường niên của Đại hội đồng Y tế Thế giới và trong đó họ sẽ bỏ phiếu lại cho những quốc gia nào được chọn làm thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Đây, Đại hội đồng Y tế Thế giới là nơi quyết định tất cả những thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Do đó, họ muốn đẩy Đài Loan vào trong tổ chức này. Đó là cái mà luật này, và tôi giải thích cho nó rõ ràng là tại sao phải ký thành luật, là bởi vì nó sẽ là một cái điều kiện bắt buộc cho tất cả các viên chức của ngoại giao, Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại và kể cả Cục Mậu dịch đều phải thúc đẩy chuyện này hết nha. Rồi tiếp tục, nếu Nga cắt năng lượng của Phần Lan, quốc gia này có bị ảnh hưởng kinh tế không anh cho biết? No. Tại vì Phần Lan trước khi bị cắt bỏ cái nguồn điện vào ngày hôm tối hôm thứ Bảy vừa qua, họ không bị ảnh hưởng nhiều bởi vì họ chỉ có lệ thuộc 10% thôi. 90% còn lại năng lượng của Phần Lan là ở những quốc gia khác, và họ nói rằng họ sẽ nhập cảng từ Thụy Điển để bù lấp vô 10% này, coi như không có gì thay đổi hết, chỉ là phía chính phủ phải trả cái giá cao hơn so với giá năng lượng rẻ của Nga thôi nha. Rồi tiếp tục, chẳng ta mất năng lượng còn hơn là mất nước ở ngoài Phần Lan. Thật sự Phần Lan đâu có mất năng lượng, họ không có lệ thuộc nhiều, họ có biên giới sát với Nga, nhưng mà ngay từ đầu họ giữ cái thái độ trung lập cho nên họ không muốn lệ thuộc. Vì vậy, năng lượng của Nga mà nhập vào Phần Lan chỉ có 10%. Do đó không ảnh hưởng nhiều. Và bây giờ thì Thụy Điển đã tăng cường cái nguồn năng lượng ủng hộ cho phía của Phần Lan rồi, coi như là họ cũng chả mất gì cả. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Chỉ cấm vận toàn diện với Nga thì mới có tác dụng trực tiếp với Nga, nhưng bù lại châu Âu sẽ thổ huyết trước nhất, bởi vì châu Âu lệ thuộc quá nhiều vào nguồn năng lượng của Nga. Nếu lúc trước nghe lời của ông Trump thì quý vị bắt buộc rồi. Có điều trong tuần này và trong ngày hôm nay Liên hiệp Âu Châu phải đưa ra quyết định này. Lý do là bởi vì tôi nghĩ rằng trong cái dự tính sắp tới của ông Joe Biden mở rộng lệnh cấm vận nhắm vào các đối tác của Nga để gây ảnh hưởng trực tiếp và ngay lập tức. Do đó, nếu như mà nhắm vào các đối tác của Nga thì ngay cả những quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu cũng là đối tác của Nga và mua năng lượng mỗi một ngày của Nga. Do đó, bây giờ ông Joe Biden đang chờ Liên hiệp Âu Châu đưa ra cái văn bản chính thức là sẽ cấm vận dầu hỏa của Nga. Có điều là cái lệnh cấm vận này có thể sẽ áp dụng vào cuối năm, nhưng nó là một cái văn bản chính thức là có cấm vận. Thì lúc đó Joe Biden mới đủ cớ để nhắm vào những đối tác khác của Nga mà không bị ảnh hưởng bởi Liên hiệp Âu Châu. Những quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, tức là nhắm vào Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Việt Nam. Đó là một cái để cho quý vị thấy rõ là tại sao cần phải có Liên hiệp Âu Châu thông qua trước. Bởi vì Liên hiệp Âu Châu là những đối tác của Nga về năng lượng. Do đó khi có lệnh cấm chính thức, tức là cái officially document, thì lúc đó Joe Biden mới có cớ và có đầy đủ cái chính danh để ban lệnh cấm vận nhắm vào các đối tác của Nga. Tôi nghĩ rằng nó sẽ happen trong một vài tuần tới nha. Rồi tiếp tục. Chúc mừng Đài Loan, one down and keep up. Ok, Conrad. Ok, thì tôi đã nói quý vị, Joe Biden dần dần tháo gỡ tất cả những cái rào cản, để rồi cuối cùng sẽ đi tới cái quyết định là xóa bỏ cái One China Policy hay One China Principle. Thì có nghĩa là Đài Loan sẽ được thừa nhận vai trò độc lập của họ. Tôi nghĩ, tôi đã nói quý vị là tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ happen trước năm 2024 mà nha. Rồi tiếp tục. Wow.
Biden ký sắc lệnh ủng hộ Đài Loan vào Hội đồng Y tế Thế giới là buộc chuẩn bị để ta nhận công nhận Đài Loan độc lập. Thì đó là một trong những cái tháo gỡ ra. Thì năm ngoái năm kia Hoa Kỳ đã 2 năm liên tục ủng hộ nhưng nó chưa thành luật, cho nên các bộ ban ngành chưa có một cái cơ sở để mà vận động mạnh hơn. Mặc dù có cái khẩu lệnh từ ở các đời tổng thống, từ tổng thống Trump cho đến ông Joe Biden, thì các bộ ban ngành vẫn phải nương các cái quốc gia đối tác. Nhưng lần này với cái sắc lệnh này ký xuống thì có nghĩa là họ đem cái việc mà ủng hộ Đài Loan làm cái điều kiện để nói để mà thương thảo với những quốc gia khác, nếu như những quốc gia khác có những cái hiệp ước về thương mại, về tài chánh, về mậu dịch với Hoa Kỳ thì họ sẽ đính kèm cái việc này vô. Tại vì luật đã thông qua, họ đính kèm vô là quý vị muốn đạt thỏa thuận này thì một trong những điều kiện được đạt được thỏa thuận là phải ủng hộ cho Đài Loan. Nó ký thành luật, tức là các bộ ban ngành sẽ thúc đẩy chuyện này một cách officially. Còn lúc trước thì họ không cần đặt vô trong cái điều kiện. Họ có quyền và không quyền, có quyền là đặt hay không đặt vô cái điều kiện thỏa thuận với những nước quốc gia khác. Ví dụ bây giờ quý vị thấy Phạm Minh Chính bay qua Mỹ, đúng chưa? Thì bây giờ tôi căn cứ trên cái câu nói là sòng phẳng gì đó, đúng không? Có nghĩa là chính quyền Joe Biden đã áp lực Cộng sản Việt Nam là phải ủng hộ Đài Loan, nhưng Cộng sản Việt Nam từ chối. Từ chối. Thì bây giờ ông Joe Biden ký thành luật thì nếu Việt Nam từ chối, họ sẽ không ký được bất kỳ một cái văn bản nào với Việt Nam, với Hoa Kỳ nữa. Tại vì tất cả những văn bản ký kết sẽ đính kèm cái việc mà nhận Đài Loan. Đó là lý do tại sao mà Phạm Minh Chính cái này bay qua Mỹ họp với khối ASEAN xong không gặp riêng được Joe Biden, và đồng thời cũng chả có một cái thỏa ước nào ký kết. Tại vì nó được đính kèm ở trong đó. Chính vì vậy Phạm Minh Chính có thể là tức giận bởi vì không ngờ là có thêm cái điều kiện này, mà cái điều kiện này là Cộng sản Việt Nam khó ăn nói với Trung Quốc. Đây là cái cách mà tháo gỡ ra cho Đài Loan. Thì quý vị, đó là một trong những cái giải thích rõ hơn về cái việc ký cái luật này nha. Rồi nếu đạo luật S812 được ký cho thấy việc đối đầu với Trung Quốc rõ nét hơn, mở đường cho việc xóa bỏ thỏa ước một nước Trung Quốc trong tương lai gần. Dạ, đó là cái mà tôi nói với quý vị. Là có nghĩa là ví dụ như là bây giờ tôi lấy ví dụ Việt Nam là một lý ví dụ. Bây giờ không lấy Việt Nam đi, bây giờ tới phiên Malaysia tới ký với Hoa Kỳ và ký cái hợp tác về khai thác về mậu dịch hay là khai thác về kinh tế, bất cứ cái gì, thì một trong những điều kiện đó sẽ được đính kèm vô là Malaysia ủng hộ cho Đài Loan có vai trò trong cái Đại Hội đồng Y tế Thế giới. Có nghĩa là nó sẽ là cái điều kiện trói buộc trong tất cả các cái hiệp ước nha quý vị. Đây sẽ là một trong những cái mà tôi nói là quý vị mở con đường cho Đài Loan đó. Rồi, tin vui, Nhật Bản sẽ chạy đua vũ khí với Tàu. Thật sự Nhật Bản không phải chạy đua, Nhật Bản có kỹ thuật về vũ khí nhưng họ không phát triển. Họ vẫn nghiên cứu nhưng họ không phát triển. Bởi vì cái thỏa ước ký là 70 mấy năm năm trước thì họ đồng ý là không phát triển vũ khí, nhưng không ai cấm cản họ nghiên cứu về vũ khí. Thì trên nguyên tắc họ mua vũ khí của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ nếu họ thay đổi quan điểm quốc phòng thì Nhật Bản chỉ trong vòng 1 năm, 2 năm thôi là họ sẽ trở thành một trong những quốc gia phát triển về vũ khí mạnh nhất thế giới đó quý vị. Tại vì họ có kỹ thuật, và một số những cái kỹ thuật quốc phòng của quốc tế vẫn lệ thuộc vào cái kỹ nghệ kim loại của Nhật Bản. Có điều là Nhật Bản không phát triển bởi vì cái sau năm 1945. Nhưng bây giờ họ thay đổi quan điểm. Có nghĩa là ngoại trừ cái việc mà Nhật Bản có cái vai trò lớn hơn ở khu vực thì họ sẽ là một trong những quốc gia có khả năng cung cấp vũ khí tối tân cho những nước ở xung quanh khu vực mà không mua được vũ khí của Hoa Kỳ, thì họ có thể mua vũ khí của Nhật Bản. Do đó tại sao Nhật Bản hợp tác với Anh và cái chiến lược mà chế tạo những cái chiến đấu cơ thế hệ mới là một trong những cái kỹ nghệ quốc phòng mà Nhật sẽ cho khai thác trở lại nha. Rồi tiếp tục. Nhật hợp tác với Anh để chế tạo vũ khí máy bay đối phó Trung Quốc. Cũng không phải là đối phó Trung Quốc, có điều là những quốc gia ở Á Châu, có nhiều quốc gia họ cho rằng là cái chiến đấu cơ của Hoa Kỳ mắc quá và điều kiện gay gắt quá,
khi mua phải tuân thủ những điều kiện. Thì có thể rằng họ tìm kiếm nhưng họ không muốn mua của Nga, họ không muốn mua của Trung Quốc, hay là họ chê của Pháp là chưa có những cái vũ khí tân thời. Thì bây giờ họ mua của họ sẽ mua của Nhật Bản và của Anh với cái giá có thể rẻ hơn và điều kiện bớt gay gắt hơn. Thì có thể nha. Rồi tiếp tục. Ok, wow. Đài Loan là lá bài kiếm phiếu của Sleepy Joe và Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử cuối năm, nhiều khi họ đẩy tới chiến tranh với China cũng không chừng, cũng chưa biết. Nhưng có điều là đúng, một phần Joe Biden muốn gây dựng lại uy tín cho Đảng Dân Chủ, nhưng mà chính của nó 80% là do cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ, không có tổng thống nào đi ngược được hết. Cái đó là cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ. 20% ông ta có cái ý định riêng tư là để lấy lại uy thế cho Đảng Dân Chủ để kiếm phiếu, nhưng đó không phải là 100%, nó chỉ chiếm 20%. 80% còn lại là cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ và đối phó với Trung Quốc nha. Rồi tiếp tục. Brazil không là đối tác chính của Nga nhưng Brazil nhập cảng rất nhiều năng lượng từ Nga. Do đó thì nếu Brazil mà giảm đi cái nguồn năng lượng từ Nga thì sẽ là rất lợi, tại vì Brazil là cái quốc gia nhập cảng hai cái nguồn chính là năng lượng và lúa mạch từ Nga. Do đó tôi nghĩ rằng là bước kế tiếp, mà cái giai đoạn kế tiếp cấm vận, Joe Biden sẽ nhắm vào đối tác của Nga nha. Rồi nếu Trung Quốc không đánh chiếm Đài Loan trước, nếu Đảng Cộng Hòa lên thì khó khăn cho Trung Quốc. Đó là lý do tại sao tôi nói với quý vị là Tập Cận Bình đang ngồi trên lò lửa. Một mặt ông ta thấy cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine và sự thất bại của Nga, ông ta rất sợ. Sợ là bởi vì tình trạng của Trung Quốc mà bị cấm vận giống như Nga thì Trung Quốc sẽ vỡ ngay tại chỗ so với Nga. Do đó tấn công Đài Loan là một cái điều nguy hiểm, nhưng bây giờ là cái giai đoạn mà có thể duy nhất, cái cơ hội duy nhất để tấn công Đài Loan. Còn nếu không mà phía Đảng Cộng Hòa trong vài tháng nữa họ chiếm lại quyền đa số, họ đẩy tất cả những cái chiến lược và thậm chí là thúc đẩy và bỏ phiếu thông qua áp lực chính quyền Joe Biden hủy bỏ luôn cả cái China Principle, One China Principle, thì coi như Trung Quốc không còn cơ hội. Quý vị thấy ngày hôm nay ông ta ký cái dự luật này bởi vì nó được thông qua tuyệt đối ở Hạ viện hồi tháng 8 và bây giờ thông qua hồi ở Thượng viện rồi sau đó đưa xuống Hạ viện, ông ta ký thành luật 425 phiếu trên zero, tức là có khoảng 10 phiếu bị khuyết trong tổng số 435 ghế, thì đã 425 ghế rồi. Thượng viện coi như đa số tuyệt đối. Thì có nghĩa là ổng không ký không được. Tại vì ổng đã mất quyền phủ quyết khi mà cái khối phiếu ở Thượng viện và Hạ viện nó quá 2 phần 3 khối phiếu. Thì nếu như mà Đảng Cộng hòa nắm lại lưỡng viện quốc hội, họ sẽ thúc đẩy cái việc mà xóa bỏ luôn cái One China Principle và họ bỏ phiếu cũng quá bán quá và 2 phần 3 như vậy đó, thì coi như là Joe Biden không còn chọn lựa. Ông ta không phủ quyết được nữa. Thì đó là cái mà Tập Cận Bình có thể tiên đoán được. Do đó bây giờ tấn công Đài Loan thì risky quá nhiều, mà nếu không tấn công thì coi như mất đi cơ hội. Mất đi cơ hội và Đài Loan trên cái lộ trình trở thành một quốc gia độc lập. Chính vì vậy mà tôi nói là Tập Cận Bình ngồi trên lò lửa là như vậy đó quý vị nha. Rồi tiếp tục. Ok, rồi một gì gì đây, một là theo Mỹ hoặc theo Trung Quốc, Việt Cộng không còn cửa để theo bởi vì Mỹ có thể đã bị Tập Cận Bình, vì theo Mỹ có thể bị Tập Cận Bình đòi nợ. Đòi nợ thì đương nhiên nó đòi rồi, nhưng có điều là Cộng sản Trung Quốc đã nắm rất nhiều những cái bí mật của Cộng sản Việt Nam, và nếu như Cộng sản Trung Quốc công bố những cái này thì coi như Cộng sản Việt Nam có thể sẽ bị người dân phản ứng rất mạnh. Đặc biệt là những văn bản mà Nguyễn Phú Trọng ký với lại phía của Trung Quốc đã không công bố. Rồi những cái văn bản trước đây Cộng sản Việt Nam đã ký kể từ cái Hiệp ước Thành Đô cũng không công bố. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam không công bố, Trung Quốc có quyền công bố. Bắc Kinh có quyền công bố những cái điểm ở trong cái hội nghị Thành Đô năm 1990 và kể cả cái năm 2018 khi mà Nguyễn Phú Trọng ký một số văn bản với lại Cộng sản Trung Quốc, nó sẽ được công bố từ phía Trung Quốc. Thì lúc đó cái dân Việt Nam sẽ nhìn rõ hơn cái bản chất của Cộng sản, nợ nần, thiếu nợ và cam kết cái gì nha. Rồi tiếp tục. Ok,
Rồi, Nga đánh Ukraine, gì vậy? Vũ khí của Sào chủ nghĩa có lỗi thời không anh Phong ơi? Chưa biết được, nhưng mà nhiều quốc gia Á Châu trong tuần trước tôi có đưa tin là họ phải ngưng lại các cái dự án mua vũ khí của Nga sau khi họ nhìn thấy những cái thiết xa, những cái xe tăng, rồi một số những cái xác máy bay của Nga bị bắn rơi. Họ nhìn thấy những cái này cái họ nản quá, họ ngưng lại các cái dự án mua vũ khí của Nga, bởi vì họ thấy không giống như là cái lời tuyên truyền và quảng cáo của Nga. Lúc lái thử thì ngon lành lắm, lúc mà bắn thử thì ngon lành lắm, nhưng mà lúc mà đụng chạm cuộc chiến thật sự rồi đó thì họ mới thấy được cái sự gọi là khuyết điểm của những cái vũ khí này nha. Rồi tiếp tục, wow, con cọp giấy mà đụng tới Đài Loan là kiếm Nhật rất bén. Ok, thật sự quý vị, cho tới giờ phút này Nhật Bản đã tuyên bố thẳng thừng với phía Trung Quốc đừng đụng tới Đài Loan, bởi vì Nhật sẽ tham chiến trực tiếp. Nhật đã tuyên bố nhiều lần, từ ông ngoại trưởng cho tới ông thủ tướng và kể cả bộ trưởng quốc phòng, ba nhân vật đứng đầu của cái hành pháp của Nhật đã tuyên bố Đài Loan là an ninh quốc phòng của nước Nhật, có nghĩa là Nhật sẽ can dự trực tiếp nếu như Trung Quốc tấn công Đài Loan nha. Rồi tiếp tục, anh có nghĩ Kim Trung lấy cớ phát bùng bệnh dịch để giáng chức và diệt phe thân Trung Quốc đã đối lập với ông ta không? Lý do thiếu trách nhiệm gây bùng phát dịch bệnh. Có thể ông ta lợi dụng cái dịch bệnh này và làm thêm một phát nữa để mà trừng phạt luôn những thành phần thân Trung Quốc. Tại vì áp áp là áp lực ông ta mở cửa lại với Trung Quốc một phần nào là do chính thành phần này. Họ nhân danh là bây giờ bị ngưng lại tất cả vấn đề kinh tế, ảnh hưởng tới nguồn lương thực và ảnh hưởng tới nền kinh tế của Bắc Hàn. Cho nên họ đã áp lực ông Kim Jong Un mở cửa lại, và bây giờ ổng dùng cái đại dịch này để ổng trừng phạt và ổng thanh lọc và thanh trừng những thành phần mà thân Trung Quốc, có thể nha. Rồi, Joe vừa ký dự luật này có hiệu lực không? Nó có hiệu lực ngay lúc ký. Thông thường những cái sắc lệnh mà tổng thống ký mà được quốc hội thông qua là nó đã được nó đã có hiệu lực ngay lập tức. Khi mà quốc hội thông qua và tổng thống ký thì nó có hiệu lực ngay lập tức. Trừ những trường hợp sắc lệnh của tổng thống thì ông ta có thể chọn một cái thời điểm nào đó để nó có hiệu lực. Nhưng mà riêng những cái dự luật mà được quốc hội đưa lên ký thành luật là có hiệu lực ngay lập tức. Quý vị thấy có những cái mà quốc hội Hoa Kỳ phải bỏ phiếu qua đêm, bởi vì cái hạn thời hạn nó hết rồi, còn có vài tiếng đồng hồ nữa hết, họ phải thúc đẩy cuộc bỏ phiếu qua đêm để chuyển liền tới bàn tổng thống để ký liền tại chỗ, nếu không là nó sẽ bị kẹt. Thì quý vị thấy đó, những cái gì từ quốc hội đi qua bên phía của bàn tổng thống đều có hiệu lực ngay lập tức nha. Rồi tiếp tục, thực thế việc cộng ký với Trung Cộng với Việt Nam không ký thì tôi đã nói là do phía Cộng sản Việt Nam họ ký, và cái hiệp ước Thành Đô đó là cái gì, và cái 16 văn bản mà Nguyễn Phú Trọng ký một cách bất hợp pháp với Trung Quốc là cái gì. Tôi gọi là ký bất hợp pháp, bởi vì ông ta không phải là lãnh đạo của Việt Nam, ông ta là lãnh đạo của Đảng Cộng sản thôi. Ông ta ký với Trung Quốc là cái đảng riêng của ông ta ký với Trung Quốc thôi, chứ không có liên quan tới dân Việt Nam. Những cái đó là cái gì, và những cái văn bản mà Cộng sản Việt Nam đã ký với Trung Quốc từ khi mà chia đôi đất nước Việt, tức là từ năm 1954 tới bây giờ, có bao nhiêu cái văn bản Cộng sản đã ký kết với Trung Quốc, nó sẽ bị Trung Quốc phanh phui đó. Nó sẽ bị Trung Quốc phanh phui rất là nhiều. Do đó Cộng sản rất sợ, đặc biệt là cái thân phận của Hồ Chí Minh. Cộng sản dùng cái tên của Hồ Chí Minh để tẩy não giới trẻ trong nước suốt mấy chục năm nay. Bây giờ nếu như phía Trung Quốc mà tung tất cả những cái hình ảnh của Hồ Chí Minh và những cái cuộc sống của Hồ Chí Minh ở tại Trung Quốc trong cái thời gian mà ông ta chưa có đi về Việt Nam ở Bắc Bó đó, thì những cái thời gian đó như thế nào, Trung Quốc vẫn còn giữ tài liệu nhưng họ không tung ra. Do đó Cộng sản Việt Nam tại sao phải ngã về phía Trung Quốc là như vậy nha. Rồi tiếp tục, ok, nếu Trung Quốc đánh Đài Loan Nhật Bản có hậu quả thì như thì Nhật sẽ có hậu quả, Đài Loan Nhật Bản thì có hậu quả lần thứ hai có phải không anh? Hậu quả lần thứ hai là sao tôi không hiểu. Ok, chiến tranh Nhật và Đài Loan chống Tàu nổ ra thì Việt Nam hưởng lợi chiếm lại Hoàng Sa và Trường Sa, nếu nước Việt Nam do người Việt Nam quản trị, còn nước Việt Nam mà do Cộng sản quản trị thì không bảo đảm, chả có lợi gì cả. Cộng sản Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí là họ còn có thể là im lặng để cho Trung Quốc mượn đường lãnh hải nữa nha. Ok,
Rồi tiếp tục. Ok, trước sau gì NATO cũng đối diện với Nga và Trung Quốc trước sau gì cũng đối diện với Hoa Kỳ về chiến tranh, theo Phong, việc gì xảy ra trước? Tôi nghĩ rằng NATO trước. Tại vì NATO thì bởi vì là cuộc chiến của Ukraine đang trong cái tình trạng diễn ra. Và chưa biết từ đây cho tới vài tuần tới ông Putin sẽ chủ động cái cuộc chiến đó như thế nào. Có thể ông ta chỉ thuần túy muốn chiếm lại cái Donbass rồi ông ta dừng lại. Và cũng có thể rằng là ông ta sẽ mở rộng cuộc chiến sau khi mà Phần Lan tuyên bố gia nhập vào Liên minh NATO. Thì cái chuyện này nó đang happen và nó đang xảy ra trong vòng một vài tuần tới. Còn việc Tập Cận Bình, ông ta vẫn còn thời gian vài tháng để quyết định. Nếu như lần này mà ông Joe đã ký thì ngày hôm nay Trung Quốc sẽ phản ứng. Bắc Kinh sẽ phản ứng. Tại vì Bắc Kinh biết rõ cái luật này nó đã được ký thì có nghĩa là tất cả những quốc gia thương thảo với Hoa Kỳ đều phải cam kết điều này. Nó sẽ được đính kèm vô với những quốc gia. Đặc biệt là họ sẽ nhắm vào những quốc gia nằm trong một vành đai, một con đường của Cộng sản Trung Quốc để họ triệt buộc. Thì quý vị, đây sẽ là một cái gọi là giúp cho Đài Loan ngay trong phiên họp kỳ này chính thức có vai trò quan sát viên, Trung Quốc cản không được. Sau đó là tới phiên cái tổ chức ICAO tức là hàng không dân dụng quốc tế, thì Đài Loan vẫn lấy lại được vị trí của họ. Và cuối cùng là tổ chức cảnh sát quốc tế. Thì quý vị, đây là những cái mà Hoa Kỳ và Âu Châu đang đang vận động nha. Rồi tiếp tục. Trong khối Đông Nam Á có nước nào sợ Tàu Cộng như Việt Nam không? Hẳn không có. Campuchia và Lào. Campuchia, Lào là hai quốc gia sợ Trung Quốc y chang như Cộng sản Việt Nam. Thậm chí Campuchia còn sợ hơn nữa. Và Hun Sen đứng 100% về phía của Trung Quốc, Cộng sản Trung Quốc. Thậm chí họ ủng hộ cái đường lưỡi bò của Trung Quốc luôn. Đó là Campuchia. Và Miến Điện thì cũng tương đương với Việt Nam nha. Rồi tiếp tục. Trung Quốc đánh Đài Loan, Nhật Bản có cho Trung Quốc lãnh hậu quả lần thứ hai không? À, đánh Đài Loan thì Nhật Bản có cho Trung Quốc lãnh, chưa biết được. Bây giờ thì chúng ta chưa biết, nhưng mà Nhật Bản đã tuyên bố như vậy thì có nghĩa là họ sẽ can dự trực tiếp. Họ sẽ can dự cuộc chiến này trực tiếp nếu như Trung Quốc tấn công Đài Loan. Bởi vì ông Bộ trưởng Quốc phòng, ông Bộ trưởng Ngoại giao và kể cả ông đương kim Thủ tướng là ông Fumio Kishida cũng đã tuyên bố một cách rất thẳng thừng, an ninh quốc phòng của Đài Loan là an ninh quốc phòng của nước Nhật. Thì điều này có nghĩa là Nhật can dự trực tiếp rồi nha. Rồi tiếp tục. Ukraine chặn nguồn cung cấp khí đốt cho Âu Châu, có khi nào họ ngừng hỗ trợ vũ khí cho quân sự cho Ukraine không anh? Khi họ bức bức xúc, trời ơi bức xúc là con khỉ gì? Ok, thật sự cái điều này là để áp lực thêm các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu để thông qua cái dự luật này. Họ sẽ có thể ngày nay họ quyết định là thông qua thêm cái vòng cấm vận kế tiếp là cấm vận dầu khí, nhưng mà họ sẽ châm trước cho một số quốc gia có thời gian, có những quốc gia sẽ cắt ngay lập tức, có những quốc gia sẽ có thời gian từ đây tới cuối năm để rút dần cái tầm ảnh hưởng năng lượng của Nga ra khỏi Âu Châu, thì họ sẽ cho thời hạn. Thì cái này là cái tôi dự đoán trong ngày hôm nay. Và khi mà cái họ bỏ phiếu xong rồi đó, họ quyết định rồi đó, thì phía của Joe Biden sẽ xúc tiến cái việc mà lên danh sách những quốc gia đối tác của Nga để ban lệnh cấm vận cho cái giai đoạn kế tiếp của cấm vận. Đó là cái lộ trình mà tôi nghĩ rằng là phía Joe Biden đang phối hợp với Âu Châu để làm nha. Rồi tiếp tục. Cánh cửa Đài Loan rộng mở. Ok rồi. Biden muốn để lại một lần dấu ấn trong đời tiền nhiệm, ông ta sẽ làm mọi cách để Đài Loan độc lập. Nếu ông ta làm được thì dù ông ta là một ông tổng thống bết bát đi nữa thì ông ta vẫn ghi điểm lịch sử là ông ta là người đã quyết định để cho Đài Loan độc lập. Thì điều này nó sẽ đi ngược lại với lại cái điều mà cái đảng Dân Chủ đã tự hào suốt 40 năm qua của Jimmy Carter. Jimmy Carter là kẻ đã cắt bỏ mối quan hệ với Đài Loan để chính thức bàn giao với Trung Quốc năm 1979. Thì có thể Joe Biden 40 năm sau là kẻ sẽ tháo gỡ cái này và tái lập lại bàn giao với Đài Loan. Có thể nha quý vị. Cũng là đảng Dân Chủ, cũng có thể nha. Rồi tiếp tục. Wow.
Ok, ký dự luật Đài Loan tại Châu ký dự luật cho Đài Loan có mặt tại Hội đồng Y tế Thế giới, vai trò của Trung Quốc, thế giới nghĩ sao đây? No, cái vai trò của họ là một quan sát viên, observer. Tại vì trước đây Đài Loan có vai trò này và đã bị Trung Quốc chặt đi từ năm 2016. Thì bây giờ họ lấy lại cái vai trò này trước đã. Còn cái vai trò thành viên chính thức thì chưa. Tại vì họ không phải là quốc gia. Trừ khi Hoa Kỳ sau cái giai đoạn này và tiến tới Hoa Kỳ thừa nhận cái vai trò độc lập của Đài Loan, thì lúc đó quý vị, Liên Hiệp Quốc phải xét lại. Còn bây giờ họ nằm trong cái vai trò là quan sát viên thôi, observer, chứ chưa phải là thành viên chính thức. Thì đây là cái bước đầu tiên nha. Rồi tiếp tục. Dưới thời Moon Jae-in, Bắc Hàn ít gần gũi với Hoa Kỳ và không tỏ thái độ gần gũi với Nam Hàn vì ông Moon là người thân Trung Quốc, dễ thỏa hiệp. Nay tổng thống mới Nam Hàn lên, Kim Jong Un sẽ mạnh mẽ. Thì bởi vì ông tổng thống mới lên đã tuyên bố là ông sẽ cứng rắn với Bắc Hàn, nhưng đồng thời ông cũng sẽ có cái sự phối hợp với Washington nhiều hơn. Thì điều này có thể khiến cho Bắc Hàn phản ứng. Còn Moon Jae-in là một kẻ mua cái sự an bình. Ông ta dùng cái mối quan hệ của Trung Quốc để quân bình cái áp lực của Hoa Kỳ, và ông ta xoa dịu Bắc Hàn. Thì bây giờ nó đã đổi chiến lược rồi quý vị nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Thiêu Tân Nhật Ký vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.